sinh từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời. Lời Việt thương ngàn năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Global TV. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show với Cao Minh Hưng và Minh Tuấn. Mình chào Minh Tuấn, mình gửi lời chào đến quý vị khán giả. Một lần nữa Minh Tuấn xin kính chào quý vị khán giả của Đài Global TV. Kính thưa quý vị, thì trong không khí của mùa Giáng sinh và năm mới sắp tới, chúng tôi cũng xin gửi một lời chào, một cái lời chào Giáng sinh an lành và một năm mới rất là nhiều may mắn đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, thì như là Cao Minh Hưng có thưa trước đây, mục đích của câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show của chúng tôi là nhằm mời quý vị, các anh chị sinh hoạt trong tất cả các lĩnh vực văn học, âm nhạc và nghệ thuật đến đây để giới thiệu những nhạc phẩm, những tác phẩm mới của mình. Song song với đó, chúng tôi cũng giới thiệu những chương trình sinh hoạt cộng đồng với mục đích là bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Thì nói đến cái mục đích của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thì Cao Minh Hưng xin phép được rất là vắn tắt để giới thiệu một cái chương trình chúng tôi gọi là thi tuyển giọng ca hay của năm 2012 do Đài Global TV và câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show độc tổ chức. Và quý vị muốn biết về thể thức cũng như những cái giải thưởng của cái chương trình thi tuyển giọng ca năm 2012, quý vị có thể vào trong website của chúng tôi ở địa chỉ là www.caulacbotinhnghesi.com. Và ngày hôm nay trong cái chương trình của câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show, chúng tôi rất là vui mừng và hân hạnh được chào đón hai vị khách đến với chương trình. Người đầu tiên là ca sĩ Phạm Thế Thành, và một người cũng giám đốc rất trẻ là một nhà tổ chức, đó tên là Tài Nguyễn. Mời ca sĩ Phạm Thế Thành và nhà tổ chức Tài Nguyễn gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình. Lời nói đầu tiên xin cho Phạm Thế Thành được gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi Global TV một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Mời anh Tài Nguyễn. Tài Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Global TV. Thì... bây giờ thì trước khi mình, bữa nay mình đổi chương trình, không hỏi ca sĩ trước mà mình hỏi gọi là nhà tổ chức. Nhà tổ chức phải là, không phải là bầu show. Anh có thể nói sơ sơ về trung tâm Dreams của anh? Dạ, cảm ơn Tuấn. Trung tâm Dream của tụi em thì chuyên về tổ chức những sự kiện âm nhạc, mà đặc biệt là tổ chức cho những ca sĩ mà có rất là trẻ và có triển vọng và nhiều tài năng. Trẻ cỡ như Minh Tuấn như còn trẻ không anh? Dạ, yeah. Anh thì còn trẻ nhiều. Còn trẻ nhiều, cảm ơn anh. Nói tiếp. Và thì mục tiêu của cái chính của Dream Entertainment là tạo một cái bệ phóng, tạo cơ hội cho những ca sĩ trẻ đó để phát triển sự nghiệp của ta. Và so far thì tụi em đã tổ chức hơn 5 show rồi. Sau này là show đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2012 đầu năm, thì tụi em rất là kỳ vọng là sẽ thành công rất là lớn, tại vì cũng như là khai trương vậy đó. Đồng tức là năm show kỳ vừa qua anh đã giới thiệu được bao nhiêu tài năng trẻ? Thì tụi em đã giới thiệu những ca sĩ trẻ như là Lê Minh, Lê Nhật Nguyên của trung tâm Văn Sơn và Justin Nguyễn, Huỳnh Gia Tuấn, Kevin Khoa, Jenny Hiền và rất nhiều ca sĩ khác. Mà trong tương lai em sẽ giới thiệu tiếp. Em giữ một bí mật một chút để mà quý vị khán giả tò mò chút này, rồi tới coi show thì sẽ biết. Như vậy là ca sĩ Phạm Thái Thành cũng là một trong những ca sĩ trẻ mà cái anh... cơ duyên nào mà anh Tài biết về cái tài năng của ca sĩ Phạm Thái Thành để anh có thể đến với trung tâm của anh mà anh promote cái chương trình này? Ok, thì em rất là quen thân với ca sĩ Duy Uyên. Mà Duy Uyên thì như quý vị khán giả đã biết thì đã rất là nổi tiếng từ từ Việt Nam đã nổi tiếng rồi. Thì em lúc nhỏ em cũng hay nghe nhạc Duy Uyên lắm. Fan lên Duy Uyên đúng không? Rồi đi lên high school thì cũng thỉnh thoảng đi coi Duy Uyên biểu diễn nữa. Chỉ có mê nhạc thôi anh. Mà nhiều thứ không khác có mình nói. Không nói. Thì Duy Uyên thì rất là bạn tác thân của Phạm Thái Thành. Thì trong một số video clip của Duy Uyên thì lúc nào cũng thấy hình ảnh của Thành ở đâu đó, mà cũng rất là hay, cũng rất là sáng tạo. Mà em có hỏi Duy Uyên là những video clip như vậy của vậy là ai làm, thì Duy Uyên nói là bạn thân của Duy Uyên là Phạm Thái Thành làm. Nghĩa là Thành không những giỏi về ca hát mà còn hỏi giỏi về quay phim rồi chụp hình, cũng nhiều tài năng mà chưa được phát bác.
ngay cả em cũng biết sơ sơ vậy thôi. Sợ từ Thành không cũng giấu dữ lắm. Như vậy chẳng có ca sĩ Phạm Thế Thành đến ngày hôm nay thì chúng ta phải bắt cóc Phạm Thế Thành nói nhiều hơn cho quý vị khán giả có thể biết. Thì anh coi một cái số video clip thì rất là trẻ tuổi như là Phạm Thế Thành, mà như anh vừa mới nói là rất nhiều tài năng. Và con thấy những cái chương trình do em và Duy Nguyên cũng điều khiển MC chương trình như của anh Đỗ Thanh Entertainment trước đây phải không em? Thì có thể em chia sẻ với quý vị khán giả là em bắt đầu bước vào con đường ca hát từ lúc nào? Dạ thưa anh cũng như là thưa quý vị, là Thành bước vào con đường ca hát cũng lâu rồi, từ khi còn ở Việt Nam. Thì lúc đó là cùng một nhóm, là lúc đó có nhóm Mắt Ngọc, ca nhạc sĩ Sĩ Luân bây giờ, rồi ca sĩ Minh Thư. Thì lúc đó thì còn sinh hoạt trong trường, rồi sau đó thì đi ra ngoài hát. Rồi khi một thời gian sau thì em lại qua đây để định cư. Còn các bạn ở những bạn ở lại còn lại thì vẫn ở Việt Nam tiếp tục sinh hoạt văn nghệ. Thì bước đầu qua đây thì em chỉ lo tập trung về việc học là chính, rồi sau đó thì có cơ hội em mới từ từ bước vào con đường văn nghệ bên này. Và gần đây nhất là em được tham gia vào trung tâm của anh Đỗ Thanh. Lúc đầu thì là một vai trò là một ca sĩ, xong rồi sau đó một lần rất là tình cờ là khi mà MC bị bệnh ngày hôm đó thì nghỉ, thì anh Thanh cũng biết là em với Duy Uyên là thân rồi, cũng ăn nói cũng được, nên là anh Thanh kêu thôi bữa đó hai em làm đỡ. Thì sau chương trình đó thì anh Thanh cũng thích và được quý vị khán giả nhận được những cái phản ứng tốt, cho nên là từ cuốn đó trở đi thì đến bây giờ thì cũng đã là ba chương trình rồi, em và Duy Uyên cùng làm MC và hát trong trung tâm Đỗ Thanh. Vậy là khi đó về em có cuốn ông địa là cái cho hai MC kê bệnh không? Rồi nói vậy thì ác quá. Em cũng thấy mấy MC kia quay cái lại nữa. Chắc là mình nặng lắm. Thì là một cái MC với là một ca sĩ, cái nào em thích hơn? Dạ thì tất nhiên là em bước vào chính là con đường là MC. Ca sĩ. Cho nên là cái MC chỉ là một cái nghề gọi là tay trái thôi, một cái phụ. Nhưng mà so far thì em cũng thích. Dù là tay trái mà trong chương trình em thấy là hai người làm việc rất là ăn ý với nhau, rất là nhịp nhàng và nói chuyện rất là lưu loát. Dạ, cảm ơn. Rất là hay. Dạ. Thì nói về cái dòng nhạc, những loại nhạc nào mà Phạm Thế Thành thường thích chọn để khi mình trình bày gửi đến quý vị khán giả? Dạ thưa anh, cũng như quý vị là thật sự Thành là một ca sĩ hát nhạc trẻ. Lúc đầu đi hát thì hát những bài nhạc trẻ thôi. Nhưng mà khi qua đây từ từ đi hát show ở đây nhiều rồi mới nhận ra một điều là quý vị khán giả bên này rất là thích những ca khúc nhạc xưa. Gọi là những ca khúc mà nhạc vàng đó là đã đi sâu vào lòng người và hát tới đâu người ta cũng biết, người ta khán giả cũng thích, cũng ủng hộ. Cho nên là gần đây thì em đang từ từ chuyển hướng. Thì em cũng có làm một cái CD mà trong đó gồm những ca khúc nhạc xưa mà em tuyển chọn lại phù hợp với chất giọng của mình và phù hợp với cái khả năng của mình, như là những ca khúc mà xưa nhưng mà vui tươi trẻ trung, ở túp lều lý tưởng, hay là túp lều lý tưởng, rồi tùy hướng lý qua cầu, những bài như thế. Em có mang những cái CD có dạ, thể đúng nhân rồi. Dịp này em có thể giới thiệu luôn về CD này cho quý vị khán giả ở đây có thể biết thêm không anh? Dạ, đây là hai chiếc CD đầu mới nhất mà em vừa thực hiện. Thì cũng như em nói là đây là một cái CD nhạc xưa mà em đã tuyển chọn lại, giống như là những ca khúc Chip Đam Mê, Tình Là Sợi Tơ, Chỉ Có Em, Túp Lều Lý Tưởng, Trống Cơm, nhưng mà được phối lại với một cái hòa âm rất là mới, rất là sôi động và dễ thương. Thì đây là một cái CD mà em hy vọng là với cái dòng nhạc này thì sẽ được nhiều khán giả đón nhận hơn. Song song đó thì cũng có một cái CD mới, đó là dòng nhạc mà em theo đuổi là dòng nhạc trẻ. Thì gồm những ca khúc nhạc trẻ rất là trẻ và rất là mới. Hy vọng rằng quý vị khi mà có dịp gặp Thành ở đâu đó mà mua được những chiếc CD này thì cũng sẽ ủng hộ cho Thành và đứa con tinh thần này. Tức là em tự phát hành? Từ... Dạ, em tự phát hành và em chỉ bán khi mà đi show thì em đem theo. Dạ. Mà em định nghĩa trẻ như là như thế nào? Nhạc trẻ như thế nào? Tức là nhạc đương tình hình ở bên Việt Nam bây giờ hay là như thế nào? Dạ, dạ, nhạc trẻ có nghĩa là những ca khúc mới của những nhạc sĩ trẻ mới sáng tác và cũng là đang tình hình ở Việt Nam, và cũng có những ca khúc của những nhạc sĩ bên này và những ca khúc nhạc mới, nhạc sôi động. Ví dụ như là câu hỏi rất là hay, ví dụ nhạc trẻ thì em chắc là định cư ở Mỹ cũng cách đây cũng không lâu em. Dạ, cũng tới đây là 4-5 năm. Khi qua đến định cư Hoa Kỳ em có thấy là cái dòng nhạc bên này, em có thấy đúng với những cái sở thích, cái sở trường mà em chọn những loại nhạc bên này không? Những cái nhạc sĩ bên này có những cái nhạc phẩm như vậy mà em thấy thích không? Dạ có chứ, bên khi mà qua đây thì có những ca khúc mà em rất là thích. Khi mà khi đi show em vẫn thường hay hát nhiều lắm, giống như là có những sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ,
rồi nhạc sĩ Lam Phương là những ca khúc mà phải nói là em thích, mà khi mà hát em thấy là khán giả cũng rất là thích nữa. Trở lại với anh Tài Nguyễn, anh có thể giới thiệu một cái, em biết hôm nay là anh có một cái trailer. Dạ. Nếu về được cái show này, có thể anh mời quý vị khán giả thưởng thức một cái clip nhỏ trong cái đoạn. Dạ. Thưa mời. Vâng, cái trailer này thì được người director of media công ty em làm, thì đó là Khôi Mai là director của công ty em, thì rất là director Khôi Mai rất là sáng tạo và làm cái trailer này là cũng mất hết mấy ngày ấy. Thì mong quý vị thưởng thức cái trailer này mà ủng hộ cho Dream Entertainment. Cái này là chỉ có một phút mà. Cái trailer chỉ có một phút mà làm trong vòng mấy ngày lần anh, rất là hoành tráng. Sau đó thì em có thể chọn một bài nhạc để giới thiệu cho. Dạ, thì nhân đây thì Thành cũng xin được giới thiệu đến quý vị khán giả một ca khúc mà gần nhất mà Thành vừa thể hiện trong cuốn DVD vừa mới phát hành của Trung tâm Đỗ Thanh. Đó là ca khúc Nhớ Sài Gòn của nhạc sĩ Minh Khang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng ta sẽ trở lại để tiếp tục phần tâm tình với ca sĩ rất trẻ Phạm Thái Thành và nhà tổ chức Tài Quyền. Tôi hay ngồi buồn một mình, nhớ về một dòng sông. Tôi hay nhớ từng con phố, hàng ngày đi qua đời tôi. Nơi đây tuyết rơi phủ đầy, sẽ lại một tình yêu cho ai. Bạn bè của tôi ở xa, đừng khóc để rồi buồn thêm. Đi xa rất nhớ Sài Gòn, ngày đó tắm mưa dạo quanh, lang thang hàng quán lê đường, cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ mang theo Sài Gòn trong tim. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ tiếng ru con. Ngắm bao vì sao trên trời thì sẽ thấy quê hương mình. Dẫu có đi thật xa nơi nào, thank you.
tôi hay ngồi buồn một mình, nhớ về một dòng sông. Tôi hay nhớ từng con phố, hàng ngày đi qua đời tôi. Nơi đây tuyết rơi phủ đầy, sẽ lạnh một tình yêu cho ai nhớ thời áo trắng, bạn bè của tôi ở xa. Đừng khóc để rồi buồn thêm, đi xa rất nhớ Sài Gòn. Ngày đó tắm mưa dạo quanh, lang thang hàng quán lê đường, cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ, mang theo Sài Gòn trong tim. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ tiếng ru con. Ngắm bao vì sao trên trời thì sẽ thấy quê hương mình, dù có đi thật xa nơi nào. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ anh, nhớ chị. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ mãi Sài Gòn. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ tiếng ru con. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ anh, nhớ chị. Nhớ nhà, nhớ nhà, nhớ mãi Sài Gòn. Việt thương ngàn năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên, đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. À, cảm ơn quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Sài Gòn do ca sĩ Kim MC Phạm Thái Thành trình bày. À, bây giờ thôi trở về nhà tổ chức. Mà Tài Nguyễn hồi xưa tôi hay gọi là bầu show, nhưng mà bầu show là không có, gọi là chưa có bằng ở nhà tổ chức. Thì anh nói là những cái show anh tổ chức đó, anh tốn rất là công phu để trang trí background, cảnh cho nó đặc biệt khác hơn những cái những cái tổ chức khác. Anh thể trình bày cho khán giả biết. Show này thì show năm mới, và với lại cái nội dung của cái show này là mình nói về tình yêu, nói về có nhiều cảm xúc trong đó. Thì ca sĩ Duy Yên cũng trình bày nhiều cái khúc nói về bông hồng. Thì bởi vậy nên em cái show của em còn ngoài ra còn gọi là Rose Party, nghĩa là party bông hồng. Thì em có nhờ nhờ cái tiệm bông Annie Florist, thì cái chị Annie cũng sẽ giúp em decorate rồi đặt trước cái cho Blue một cái bông hồng, chọn bông hồng, và mỗi bàn thì sẽ được có một cái bó hồng nhỏ trước trên bàn. Thì khi mà khán giả tới coi show em thì em không những muốn khán giả mà tận hưởng cái những âm nhạc, mà còn tận hưởng cái không gian mà rất là thoải mái, rất là tốt. Tại vì theo mà nhiều người mà khách hàng đã từng đi coi show của Dream Entertainment đều nói là ok, tụi em có rất tốt về customer service, nghĩa là mọi người đi tới đều được đã đón chào, mà đi về thì cũng được những như thoải mái, không có lúc nào cũng happy hết, vui lòng khách đến giờ vui lòng khách đi, đúng không?
Ý kiến này cũng hay ha. Yeah. Năm sau Câu Lạc Bộ Nghệ Sĩ mình tổ chức Rose Party mà mình làm vào ngày 3, ngày 4, ngày 5 gì đó. Đằng sau khi cái Rose Parade ở trên mình xin qua giờ mình cắm ngày 2 luôn. Với cái chương trình như vậy thì sau mỗi chương trình như vậy anh Tài có mình thâu lại một cái DVD để sau đó mình phát hành không, hay là chỉ có ngày hôm đó thôi? Thì sau cái show thường thường tụi em cho một cái highlight là tổng kết về cái show của mình, là để chiếu về ca sĩ, chiếu về các những người tham dự rồi xem chương trình thế nào. Thì tụi em cũng có những cái clip, thì trong tương lai thì khi mà có đầy đủ cái clip thì tụi em sẽ combine lại thành một cái DVD thì sẽ release ở trong tương lai. Tuy nhiên là không những chỉ có ca nhạc mà còn nói về cái đời sống sinh hoạt của ca sĩ, nghệ sĩ ở đây. Và tụi em cũng đang tính làm phim hài bỏ thêm vô cho nó thêm gia vị cho TV nó hay hơn và hấp dẫn hơn. Giống gần như một cái trung tâm, có thể gọi như vậy không? Dạ, thì tụi em bắt đầu đang trên đường. Đang trên đường thôi, thì hiện giờ thì cũng nhỏ nhưng mà cái tham vọng và cái ước mơ tụi em rất là lớn. Thì một ngày nào đó thì tụi em cũng hy vọng sẽ cũng bằng những trung tâm lớn khác. Chừng nào mà trung tâm em khá thì hai nhạc sĩ sinh đôi của chúng tôi có rất là nhiều nhạc. Rồi, cái đó là chắc chắn rồi. Bây giờ trở về nhạc, anh muốn hỏi em một câu. Dạ. Cái này là cho anh với khán giả biết, tại vì anh cũng thích viết những dòng nhạc trẻ, nhưng mà viết hồi cũng ra giống như nhạc vàng không ạ, trong nhạc trẻ. Thì theo em nhạc trẻ là nhạc như thế nào? Tức là từ cái thể điệu của loại slow surf mới bây giờ, hay là cái lời trẻ, hay là nó khác với nhạc ngày xưa như thế nào? Từ cái ý, cái lời hay là cái dòng nhạc làm sao em có thể trình bày thêm? Dạ, theo em á thì em nghĩ là nhạc trẻ thì nó không phân biệt theo cái giai điệu, tại vì nhạc trẻ cũng có những bài pop, cũng có những bài slow hay là đủ thể loại điệu hết. Nhưng mà em nghĩ là cái nhạc trẻ nó khác với nhạc vàng nhạc xưa một chỗ, là nhạc vàng nhạc xưa thì những cái lời nó rất là thâm thúy, rất là ý nghĩa. Còn nhạc trẻ thì những cái lời lẽ nó đánh giá những cái, nó phản ánh những cái hiện tại, những cái mà đang xảy ra bây giờ. Thì cái lời lẽ nó có thể nói nôm na là nó thị trường hơn một chút xíu, hoặc là nó thực tế hơn, giống rồi, nó giống như cái gì cũng nói thẳng ra vậy đó, chứ không phải mà những ca khúc nhạc vàng thì lời lẽ rất là hay, cái ý tứ rất là hay, hát rất là thâm thúy, rất là ý nghĩa. Cho nên là em nghĩ đó cũng là cái lý do mà những ca khúc nhạc vàng lúc nào cũng sống lâu trong lòng khán giả là vậy. Và còn những lúc ca khúc nhạc trẻ thì chỉ nghe qua một thời gian mấy tháng rồi người ta cũng quên. Tại vì anh thấy ví dụ những cái bài nhạc mới của Phan Đình Tùng hay là của những cái ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam hát á, cái dòng nhạc, cái lời nó dồn dập hơn. Đúng rồi. Và cái lời nó bình dạng hơn, mà nhưng mà anh cũng phải cố gắng, anh em mà hay viết nhạc vàng hoài thì với thứ hai cái CD của em anh cũng thấy có cái hay, tại vì có những người nói đó tại sao những cái bài nhạc mới của mình á mà bận cái lớp áo cũ của thời trước 75 thành ra cái bài nhạc nó không hay, thì nó mình phải coi cái CD game, coi phải mặc cái lớp áo mới. Bây giờ thì có lẽ cái dòng nhạc đó, nó thay đổi hơn. Dạ. Thì em cũng mong là như vậy, giống như ca khúc Kiếp Đam Mê trong đây thì là ca khúc đầu tiên em chọn, là ca khúc đầu tiên luôn, tại vì nghe Kiếp Đam Mê thì ta cũng nghĩ là một ca khúc buồn rất là ấy, nhưng mà mở lên nghe sẽ hết hồn liền, tại Kiếp Đam Mê mà dập ầm ngay từ đầu. Trong anh coi thấy cái một list bài này là toàn là mấy bài giống như là âm hưởng dân ca giống như cơm nè. Rồi tùy hứng Lý Văn Cầu, mà em nói là rất là hiện đại, là nào nó như là có hip hop rồi rap. Đúng rồi, đó. Chính xác, trống cơm đọc rap rồi hip hop tùm lum như đó. Chắc cũng hấp dẫn lắm. Được biết là sắp tới em và ca sĩ Duyên cùng hợp tác để cho ra một cái CD là Yêu Em Dài Lâu, đó là một tựa đề của CD của em. Em có thể chia sẻ thêm một chút xíu về lý do nào hay ca sĩ đến với nhau để hợp tác để thực hiện một cái CD như vậy? Dạ, thật sự thì em với Duyên thì cũng đã thu những ca khúc song ca, thu lẻ tẻ vậy đó cho những chương trình khi mà quay hình. Xong rồi hai anh em cũng chọn những bài mà thấy thích hợp cho hai đứa thì thu song ca. Sau một thời gian thì tổng hợp lại thì cũng được khá nhiều bài rồi, cũng 90 bài. Thì hai đứa mới quyết định là tại sao mình không làm một cái đĩa song ca để cho người ta biết đến một đôi song ca như mới như vậy. Thì em với Uyên mới tổng hợp những ca khúc đó để mà ra mắt một cái CD song ca là Yêu Em Dài Lâu, chủ đề là Yêu Em Dài Lâu. Và cũng rất là trùng hợp khi mà anh Tài có Tài đây có nhà ý muốn tổ chức một cái show, chương trình gọi là Rose Party cho Duy Uyên cũng như em, thì em mới nói là vậy thì cho em để vô thêm là cái ngày đó là cho release cái CD Yêu Em Dài Lâu không, tại vì em cũng đang định phát hành CD đó ra, nhưng mà chưa có ngày. Thì thôi thì sẵn đây ngay dịp năm mới có một cái show luôn thì em để chung vào, để cho quý vị, để sẵn đó nhân dịp có khán giả tới thì
Duy Uyên cũng như em có dịp được giới thiệu đến quý vị khán giả cái CD mới đó. Dạ thì cái CD tựa đề là Yêu Em Dài Lâu. Dạ. Rồi trong đó có bài Em Dài Lâu. Dạ có. Cái bài đó của Đức Huy hay là bài đúng mới? Đúng rồi, dạ của Đức Huy. Dạ được phối lại rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Em dạ. Anh vẫn yêu em dài lâu. Em anh muốn yêu nhớ là ba anh thích lắm. Thì dạ, trong CD mà song ca này thì có xen kẽ giữa nhạc mới và nhạc xưa luôn. Thì có Yêu Em Dài Lâu, rồi có cả những bài như Đã Giấu Yêu hay là Túp Lều Lý Tưởng. Em với Duy Uyên cũng có bài song ca lửa Túp Lều Lý Tưởng với lại Đám Cưới Nhà Binh, cũng rất là dễ thương. Hy vọng rằng quý vị nào đến ủng hộ cho cái đêm Rose Party, cũng là đêm ra mắt chiếc CD Yêu Em Dài Lâu của Duy Uyên và Phạm Thái Thành, thì hy vọng quý vị sẽ đến tham dự để mà sở hữu một chiếc CD để mà nghe những cái nét mới mà Thành và Duy Uyên đã cố công để mà thực hiện. Chắc bài Túp Lều Lý Tưởng em hòa âm lại theo một cái điểm. Dạ đúng rồi, hòa âm lại theo. Và anh thấy bên đây mấy cô cứ đòi nhà lầu CMCD rồi hột xoàn không mà biết em cái thực hòa tế. Âm Túp Lều Lý Tưởng và xong rồi nó nghe mấy cô thích thì chắc là anh cũng phải xài cái bài đó. Dạ em hòa âm lại hết tất cả những ca khúc xưa thì em muốn làm, tại vì mình đã trình bày những ca khúc xưa rồi thì em muốn nó phải có cái gì đó mới hơn. Cho nên là lúc nào cũng muốn có những cái hòa âm tươi trẻ hơn cho mọi người. Chắc là để thay đổi không khí một chút xíu em có thể chọn một nhạc phẩm tác để có thể gửi đến quý vị khán giả hôm nay. Dạ để thay đổi không khí chút xíu thì em xin mời Thành cũng xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức một ca khúc cũng trong DVD mới của Trung Tâm Đỗ Thanh là Liên Khúc Sài Gòn. Ca khúc này thì do một do người nữ ca sĩ mà vắng mặt ngày hôm nay của chúng ta, đó là nữ ca sĩ Duy Uyên trình bày. Ca khúc rất là dễ thương, hy vọng rằng quý vị xem xong cũng sẽ thích ca khúc này. Tức là Liên Khúc Sài Gòn là bao nhiêu bài Sài Gòn trong đó? Dạ có hai bài đó là Đêm Đô Thị và Sài Gòn của nhạc sĩ của nhạc sĩ Ivan. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Dạ đúng rồi. Dạ. Và kính thưa quý vị, sau một bài thông tin thương mại chúng ta sẽ trở lại để tiếp tục giới thiệu về chương trình The Beginning of a New Dream. Đời như giấc mơ.
Liên khúc Sài Gòn qua tiếng hát của ca sĩ Duy Uyên. Thì trở lại chương trình hôm nay là biết là nhà tổ chức Tài Nguyễn đến đây giới thiệu một chương trình rất là đặc biệt được tổ chức ngay ngày đầu năm của năm 2012. Chương trình có tên là Beginning of the New Year Rose Party. Cái tên là cũng rất là đặt rất là nhiều niềm hy vọng cho một năm mới. Yeah. Thì anh Tài có thể chia sẻ quý vị khán giả về cái chương trình đặc biệt này không thưa anh? Thưa anh và quý vị khán giả, thì công ty của em là Dream Entertainment thì cũng đã nói lên là mong ước của em là bay xa hơn. Thì năm 2012 là năm mới, thì tụi em tổ chức ngay đầu năm luôn, thì hy vọng là thành công của chương trình này sẽ được tiếp tục cho đến hết năm 2012 luôn. Nên cái show này rất là quan trọng, tụi em sẽ bỏ rất là nhiều kinh phí và đầu tư rất là nhiều thời gian cho cái show này, tại vì em rất là tin tưởng trên công trình, có lại em cũng thích Duy Uyên và Phạm Thái Thành nữa. Và ngoài ra mà có được sự cộng tác của Duy Uyên và Phạm Thái Thành đó, thì em cảm thấy tự tin hơn, tại vì hai người rất là tài năng và để giúp em rất là nhiều. Em có thể giới thiệu thêm ngoài hai ca sĩ chính có các ca sĩ nào sẽ đến để trình diễn trong ngày hôm đó không? Ngoài hai ca sĩ chính thì em còn mời thêm những ca sĩ mà rất là trẻ và rất là đam mê âm nhạc, đó là ca sĩ Kini, Khánh Loan và Nguyên Phương. Nguyên Phương thì đã hát cho em rất là nhiều lần và được rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và khán giả rất là thích, tại vì lối biểu diễn rất là hay. Ngoài ra còn có Ngô Tường Văn nữa. Và hôm đó thì em cũng lên hát một bài nữa, tại vì nhiều người ta mua vé ủng hộ em thì em cũng nói ok, nếu mà các bạn mà tới ủng hộ mình thì mình cũng đáng lên hát bài. Không chừng bữa đó tiết mục của anh lại là tiết mục đặc biệt nhất. Một tay vỗ tay lên tặng bom nhiều nhất. Thì Tài tính hát lúc mà cuối. Không, tại vì anh nói gì cũng đúng, tại vì tôi có từng làm bầu show, mình mời ca sĩ hát cho mình là ca sĩ đó được bao nhiêu khách. Ha, thành ra người ta nể anh mà người ta đi rất đông, tức là anh hát là anh ăn khách nhất đó, đúng rồi. Không phải anh nói là anh hát cuối đó, để cho câu khách ở lại coi chờ anh hát. Như vậy là anh hát cuối là bà đã ăn khách, anh hát xong ăn không khách ta về hết. Cái đó là Phạm Thái Thành nói chứ anh không có nói nghe. Dạ, thì cái show đó là ngày chủ nhật ngày 1 tháng 1 2012, thì ngay tại Little Sài Gòn ở Blue, thì rất là gần, thì quý vị cũng không cần phải đi Las Vegas hay đi tiểu bang xa khác để mà giải trí. Mình đã mang những thứ vui từ Las Vegas tới đây luôn, tại Blue thì tới đây chơi luôn cho vui. Thì nếu mà quý vị có bà con mà ở tiểu bang khác tới chơi thì mong quý vị mời những người đó tới tham dự chương trình của Dream Entertainment. Cái chương trình đó là thuần túy về nghe nhạc hay là có cái phần dancing, cái phần khiêu vũ ở trong đó nghe? Nhạc và cũng có khiêu vũ. Có khiêu vũ. Dạ, bảo đảm là sẽ quậy tưng bừng luôn đó. Tại vì năm mới mà phải không? Dạ, năm mới. DJ nữa, tụi em có DJ thì cũng cộng đồng mình thì cũng có nhiều người thích nhạc, thích DJ, thích
thích là này kia, thì tụi em vừa có nhận DJ luôn. Thì quý vị nè, tới thì đủ, có đủ loại giải trí khác nhau. Mà thường thường bữa đó em có sẽ giới thiệu cái CD game trong đó. Dạ. Khi giới thiệu CD phải hát những cái bài trong CD đó hả? Dạ, dạ. Thì chắc cũng có phải có một cái gì đặc biệt trong đó một tí để nói về cái CD vậy. Dạ. Thì bữa đó hai em sẽ hát bài gì đặc biệt trong đó ngoài bài Yêu Em Dài Lâu? Yêu Em Dài Lâu thì tất nhiên là phải có rồi. Dạ, thì trong đó thì em cũng giới thiệu những... em cũng như Duy Uyên cũng sẽ giới thiệu những ca khúc mới nằm trong CD. Những ca khúc mà được mix lại nhạc nhạc dance, nhạc giống như vũ trường vậy đó. Thì trong không khí đó thì em bảo đảm là nó sẽ rất là vui. Là nhạc giống như nhạc DJ. Thì khi nào quý vị, Thành nghĩ là đến lúc mà quý vị xem được cái cuộc nói chuyện này thì ngoài Bosa cũng đã dán đầy những cái poster rồi. Thì quý vị sẽ thấy là cái poster rất là ấn tượng. Cái mặt hai đứa rất là ngầu. Nó chọn những tấm rất là ngầu. Thì ngay cả trên poster quý vị cũng thấy là hoa hồng phủ ngập trên đó rồi. Thì đó là một cái chủ đề của chương trình là Rose Party. Mặc dù là cái hình nhìn ngầu như vậy nhưng mà quý vị cứ tin chắc là đến chương trình thì sẽ rất là vui. Thì rất cảm ơn anh Tài và ca sĩ Phạm Thái Thành đến với ngày hôm nay. Thì để chia sẻ với quý vị, các anh có thể lời cuối là nói về một chút xíu về những dự định. Trước hết là Tài đi, là ngoài những cái CD mà em sắp sửa ra thì trong tương lai em có dự định gì về con đường sinh hoạt ca hát âm nhạc của em không? Dạ, với em thì cái trước mắt là những chiếc CD thì rất mong là khi có dịp đến những nơi nào biểu diễn thì sẽ được đón nhận những tình cảm của quý vị. Và một điều nữa là không có gì bằng cho một người ca sĩ là nhận được những tình thương yêu của những tình cảm thương yêu của quý vị khán giả dành cho mình. Thì em hy vọng rằng những số lượng khán giả thương yêu mình sẽ ngày càng tăng lên. Và đó là một niềm hạnh phúc nhất của người ca sĩ, và Thành rất mong được điều đó. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Thành, và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ đến để ủng hộ cho chương trình Rose Party vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 tại Vũ Trường Blue, để ủng hộ cho Thành cũng như là Duy Uyên. Mời anh Tài. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cuộc talk show của chương trình trên đài Việt Global TV. Thì thành công của chương trình của Dream Entertainment tổ chức thì dựa trên số lượng khán giả tới tham dự. Thì mong quý vị tới tới ủng hộ chương trình ngày thứ chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2012. Thì quý vị có bất cứ thắc mắc về vé hay là địa điểm thì xin gọi lại cho Dream Entertainment số điện thoại là 714-234-0534, hoặc là có thể tìm kiếm Dream Entertainment trên Facebook cũng được. Có một trang website nào không anh? Em còn có website là www.dreamsgroup.com. Dạ, thì every update thì tụi em bỏ trên Facebook và website. Minh Tuấn cũng xin cảm ơn nhà tổ chức Tài Nguyễn, chúc cho anh mà show mà đầu năm mà thành công là lấy hên, là nguyên năm tổ chức show lúc nào cũng thành công hết. Ca sĩ hát cũng sẽ hên lắm. Chúc cho em là càng ngày càng thăng tiến trong con đường âm nhạc, ra rất nhiều CD, đi tới đâu khán giả cũng bu vô trên chữ ký, nhất là những khán giả nữ. Đó là điều cầu gì bằng. Cái đó gì cầu gì bằng. Vâng, trước khi dứt lời thì Minh Tuấn hồi đầu show thì anh Cảm ơn có nói sơ về cái buổi chương trình thi tuyển giọng ca hay của năm 2012 của câu lạc bộ tình nghệ sĩ tổ chức, và Minh Tuấn được biết là anh em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng có đóng góp ít tiền để làlàm giải thưởng cho quý anh quý chị, đó là 1.000 đồng cho giải nhất, và một số quà tặng 500 đồng cho giải nhì, giải ba 300 và 7 giải khuyến khích. Nhưng mà đặc biệt là những người mà được vào vòng bán kết hay chung kết thì nó là sẽ được mời lên trên này để trình diễn, để giới thiệu tới khán giả của đài Global TV. Em là ca sĩ rồi, đừng có gật đầu. Em ngồi em tấm tắc hàng hoa được á. Một show được không anh? Cả một show. Bữa năm phải tổ chức thi MC rồi chắc. Thì xin quý vị hãy vào câu một tình nghệ sĩ talks cái website của mình đó, để coi những chi tiết hơn. Đặc biệt là chương trình này so far mình cũng có một số ca sĩ ở khắp nơi đã gửi về. Dạ, thì chương trình này bảo đảm là thắng giải được tiền mà còn được lên đài tàng hình nữa, phải không anh? Thì xin quý vị hãy ủng hộ cái chương trình này.
Và cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình talk show của câu bộ tình nghệ sĩ. Cảm ơn Minh Tuấn. Thì có lẽ một dịp khác chúng tôi sẽ trở lại để nói thêm nhiều chi tiết hơn về cái chương trình thi tuyển dòng ca hay của năm 2012. Thì bài hát cuối em có thể gửi đến quý vị khán giả trước khi chúng ta chia tay. Dạ, lúc đầu thì có bài của em, có bài của Duy Uyên rồi. Thì bây giờ là một ca khúc song ca của Duy Uyên và Phạm Thế Thành. Một ca khúc, một liên khúc cũng là gồm hai bài Mưa Buồn và Nước Phơi Pha Ngày Mai của Hoài An. Cũng đã được thu hình cho trung tâm Đỗ Thanh trong cuốn DVD Những Tình Khúc Thời Vang Bóng. Và ca khúc này cũng là một ca khúc có trong CD Yêu Em Dài Lâu. Hy vọng rằng quý vị xem và sẽ yêu thích ca khúc này. Và quý vị đã muốn nghe Yêu Em Dài Lâu mà có mà hai song ca này hát là phải tới cái buổi ngày 1 tây tháng giêng luôn ha, mới được nghe. Dạ, và nghe xem nó có gì lạ hơn so với những cái bài Yêu Em Dài Lâu xưa. Nghe mà TV khác, mà nếu mà nghe live hát live nó khác nữa thì nó sẽ sôi động hơn nhiều. Một lần nữa thì cảm ơn anh Tài Nguyễn và ca sĩ Phạm Thế Thành. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi được phát hành hàng tuần vào tối thứ Bảy lúc 7 giờ và thứ Ba lúc 8 giờ sáng. Thì mọi ý kiến thắc mắc, quý vị có thể vào trang website của chúng tôi là địa chỉ là www.câulacbotinhnghệsi.com. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính chào quý vị khán giả. Từng đêm em thôi.
mai này xa nhau không hờ. Em nỡ quên thật sao nếu mai này phôi pha không hờ. Em nỡ quên tình ta. Tình yêu sâu lắng, ngày thôi mưa trong nắng. Ngày tình yêu sẽ không bao giờ rời xa. Ngày đẹp tươi em đến, nụ cười trong khoe mắt là bàn tay em mãi vút về ngày xưa. Lời tình yêu sâu lắng, ngày thôi mưa trong nắng. Tình yêu buồn xóa đi bao ngày chờ mong. Để đêm về tình thôi cô đơn, để mưa buồn ngàn năm thôi xa. Để ai về tình như sóng khơi mãi còn.